Hello, các nàng đang xem video trên kênh Ten Ten. Lại là Ten Ten mình đây. Hôm nay, mình lại tiếp tục chia sẻ tới các chị em các kiểu phối đồ với chân váy ngắn hoặc phá cách với váy rip cũng tương tự nha. Ưu điểm với style này là ngay cả chị em nắm luôn 1m45 đến 1m5 cũng mặc ngon luôn. Thậm chí là thêm muôn phần dễ thương, cute, là dễ chạy nhảy, vận động, không sợ vướng víu. Nhược điểm của nó là nếu chân không được thẳng, nhiều sức sẹo hay xăm kín chân thì cũng khá ngại. Vì thế để phối với style váy ngắn này, chân chị em phải đẹp chút nha. Chỉ cần phô một đôi chân đẹp, chị em cũng có thể dễ dàng khiến đàn ông nhìn mình với con mắt thèm thuồng chảy nước miếng. Hơn nữa khi chị em mặc váy ngắn, đi chơi với boyfriend sẽ khá tiện luôn. Cánh mày râu cực kỳ thích bạn gái mình mặc váy ngắn, bởi nó có một sự hấp dẫn khó cưỡng được.